Máy rửa bát FGVN15S08AFB Fujisan. Ấy có kiểu dáng hiện đại, mặt inox cao cấp có độ bền cao cùng với màu sắc sang trọng làm nổi bật không gian bếp và dễ lau chùi. Đây là máy rửa bát 15 bộ với 3 dàn rửa phù hợp với những gia đình đông người, được nghiên cứu và thiết kế phù hợp với căn bếp người Việt Nam. Với 8 chế độ rửa thông minh: rửa tự động, rửa chuyên sâu, rửa thường, rửa tiết kiệm, rửa thủy tinh, rửa 90 phút, rửa nhanh, ngâm. Đặc biệt là chế độ tự bật cửa sau khi rửa xong, giúp bát đĩa nhanh khô hơn rất nhiều. Cạnh đó là chọn dàn rửa. Chúng ta có thể chỉ chọn rửa dàn trên hoặc dàn dưới giúp tiết kiệm thời gian rửa. Hướng dẫn chỉnh bóng bối FGVN15S08AFB. Đầu tiên chúng ta ấn phím B, giữ chờ 5 giây. Phím H để biểu thị cho muối, chúng ta tiếp tục ấn phím B để điều chỉnh mức độ sao cho phù hợp. Để chuyển sang chỉnh bóng, chúng ta ấn phím cộng bên cạnh. Chữ D là biểu thị cho bóng, sau đó chúng ta ấn phím B để điều chỉnh mức độ phù hợp. Bỏ tay ra hoặc ấn phím nguồn để lưu.